Xin chào các bạn, hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cào tem để phân biệt hàng thật giả của mỹ phẩm Đông Anh nha. Trên tay mình hiện tại là một hộp mặt nạ sinh học Collagen X3 nha, hàng chính hãng. Đây con tem dạ quang, đây là tem cào, hộp còn niêm phong nha. Bây giờ mình sẽ gỡ cái hộp ra cho các bạn coi. Rồi gỡ cái hộp ra cho chị đi. Còn đây là cái hộp tấm trắng nha. Tấm trắng hiện tại công ty nó lưu hành song song hai mẫu tem nha. Tổng đài là 8055 và 8089 à. Công ty có thông báo rồi, rồi chưa? Rồi. Đây, trên tay mình là hộp mặt nạ sinh học Collagen X3 nha. Đây là con tem của mỹ phẩm Đông Anh, để mình quay lại. Công ty có hướng dẫn thông báo chết á là khi mà cầm hộp mặt nạ trên tay mới mấy chị muốn biết hàng chính hãng hay không á, mình có thể lấy một miếng nước thoa vô đây. Mình lấy miếng nước thoa vô đem, lấy một miếng nước thoa vô chỗ xanh này cho. Thoa một ít miếng nước thôi, thoa vô bên xanh đó em. Đúng rồi. Nó sẽ hiện lên chữ mỹ phẩm Đông Anh nè. À. Đây. Còn không thì mình sẽ như cào cái lớp bạc này ra, mình nhắn tin theo cái cú pháp là 8077 rồi. Em cào cái này ra đi. Lấy cái điện thoại của chị Ngân qua. Lấy cái điện thoại của chị Ngân ra nhắn tin. Đây. Là hai cách nhận biết hàng chính hãng của mỹ phẩm Đông Anh nha. Còn cái mã QR này là nó chỉ là khi mà khách quét thì nó sẽ kêu là khách cào con tem để biết hàng thật giả thôi. Rồi em đưa vô, em bấm vô ta 8077. Rồi 8077. Đưa vô đây nè, đưa vô trong này để chị quay thấy cái rõ màn hình luôn nè. Rồi 8077, rồi nhắn tin theo cái cú pháp này luôn. TVSB. Đây. Không, bỏ cái đó. Rồi xuống chỗ tin nhắn rồi TVSB. Nè TVSB giống như cái cú pháp của này nè. Rồi thấy không? Để cho con bé nó mượn nha. Đây. Thấy không? Cách cái nạ FB, FB kia á, FB phở á. Nè em cầm cái, để em cầm cái điện thoại đi, em cầm điện thoại em quay cho chị đi. Đây. Rồi, cầm gì đi. TV FB bấm chữ nạ. Nè nha, nạ. Cách cái ACM89. ACM89 TAZ nha. TAZ. Đây coi đúng không? Nè cú pháp nè, TVFB nạ. Mã số của nó là ACM89 TAZ. Rồi mình gửi theo tổng đài 8077 nha. Chỉ thuê bao điện thoại trả trước thì mới chết được hàng nha. Còn điện thoại cước trả sau á, thì nó sẽ gửi, không có gửi, hình như là không có gửi tin nhắn về luôn đó khách. Đây, khi bạn mua sản phẩm chính hãng nó sẽ chúc mừng bạn đã dùng đúng sản phẩm chính hãng của mỹ phẩm Đông Anh nha. Đây, rồi em gửi cái hộp mặt nạ ở trong này ra cho chị để coi nó có mấy miếng trong đó. Đây. Gỡ ra luôn. Rồi. Hộp mặt nạ nha. Rồi có màu vàng, một miếng màu đỏ là chống lão hóa tăng tính tuần hồi, hai miếng màu vàng là dưỡng thâm, dưỡng trắng mờ thâm kháng viêm mụn. Đây. Và hai miếng màu dưỡng trắng cấp ẩm căng bóng da. Là 5 miếng tổng cộng trong hộp mặt nạ nha khách, 5 miếng. Rồi.